bánh liêng đấy. Bao nhiêu hai mươi lô ấy. Hai mươi là phú hộ cái kì. Chân đạch đầy. Cho bao nhiêu lượng chân đạch đầy mình hộp chân đạch đầy. Nhưng cứ anh có hộp một chân anh nhưng mà anh có hộp lại đi. Bà bà nó là không đặt bằng môi bà bà là đưa từ lưng tưng. Hả? Ô chu. Mày đó. Cá chu á. Bông bông chân chết đám phía tích hai phai nâng phai kì. Phai chia. Chia. Phai chia. Ní bông bông. Đó bê là ní việt tung mẹ. Vừa lang lẹ khả nạ tha lòng có hôm băng móng á. Đúng rồi. Mưa tới tầm nông phụ ở chân ngắn nhá. Ồ. Chân bàn đây tha à phai không ai chết là ní việt tung là ô hời. Đúng rồi. Phai ní. Bà cót ơi, khi nhóm thu lập khơi nơi Indonesia, bà cà phê khi nhóm ta có bà ly lực muốn. Tại khi nhóm mặt đăng tháp lại nâng miên nơi đồng bón khai đo đất thả nạ kỳ đi, bà tế khmai dương tì. Bà tư tế thì ngay này tế khi nhóm mọc xa bàn lung khai đo đất thả nạ kỳ đi, mà mơ bóng ôn chân chết đám hiện tích dương quạt lụa bà lái, bà lụa bà lái thua mà chết. Bàn bà tế khơi lại này hơi xua quạt tới bàn quạt bà thả lại nâng kỳ thua ấy á, bóng ôn thu lập score là ọt bà phê lại nâng. Ô, nợ mình, lại cái cơ hôm là ô mày. Tự kiếp cái đám. Bông bông chân chết đám phía tích đấy là mình nhớ. Mình mà xong xong đã ô bà con nơi lục bù một tích. Đói xa tay lục bù quật chào anh mình quật thà tự kiếp cái đám. Bông bông nói cái này. Chơi lục bù lụa đài. Lụa. Xong xong mà cái đạp mà lục bù. Này. Ôi chứ cao là ôm lấy. Bên tay mạch bắn bò lục bù nơi riêng bạch tổng. À nó nguyên là sơ. À nó về tôm mày. Nè bông bông quật thà tự kiếp cái đám. Hay tự kiếp cái đám ấy cũng khai thông thông mày. Chúng thua lọt là tự kiếp cái đám nơi sài chả cá phai về là ấp chú chú à. Thầm chết về đâu nông nông. Ồ. Ní đồng kiếp cái đám nơi phnum. Dạ. Nhưng chẳng. Hay chẳng ăn đến cái hộp đấy. Cái hộp. Cô có thà ní xua được mà chứ bà một hộp mà cái lúa. Ní bông ôn. Đó bê là ní việt tung ấy. Vừa lang lẹ cả nạ tha lòng có hôm băng móng á. Đúng rồi. Mưa tới tầm nông cô ấy chẳng ăn nhá. Ngay mình tên ấy, bây giờ đi làm tôm liền khám áo ấy bao cái tôm này. Ồ, chẳng bà này thà apply khám áo chắc là nó việc tôm là ồ hời. Đúng rồi. Đó bê tôm là ồ chắc rồi chết mạch đài lục phủ. Nó ta chu ta đài là. Chu hình nó à? Đúng rồi. Rất có chu em. Chu em tích. Ồ, lục phủ, bông ôn chân chết đám phía tích hai apply nó apply kì. Lại chia. Chia. Lại chia. Ồ, đó bê khám áo. Phải mà chỉ phía xa khám ai dưỡng hay thả đằng kiếp cả đám. Đúng rồi. Vẫn tới đâu bê đằng kiếp cả đám đôi khi nhóm phải chạy chun bông ôn đằng kiếp cả đám đây. Nơi xe chạy ca dưỡng thôn mà đá phải với tốt tôi ớt ớt đi. Đúng rồi. Bà xe mê xe mê. Tại đâu bê phải ní hiếu bông ôn. Lẹ cả nạ thả phân phân chạy cơ không muốn à. Bà. Mùn cả lông làng phân phân chạy cơ. Hay chạy cong thông thông. Ở đâu bê lục bú cả thả đằng kiếp cả đám nè. Ở đâu bê ní dưỡng chong thăng lụa. Mà thăng ní phẩm án lục bú. Hay đâu bê lụa chơi cả lâu ớt. Một cả lâu bay còn. Ừ thu thoại đấy. Mà cái lỗ bay bốn đọc bê chong chia cái chọc chứ mà cái chọc mà bốn. Bà. Thế cho lúc bốn anh kia thưa ấy chẳng ngành. Dạ thơ mà hộp. Mà chú dân đạp bà chênh bé là có dân liên dân hộp. Dân cả lọc bây giờ. Dân cả lọc dân hộp. Dân cá liệt hai cái trăm nè. Cái trăm thôi mà cạ. Trăm chú bia chân tư. Đúng rồi. Cái trăm đôi mà cạ đôi ơi dân đôi rồi xoay đôi. Đi đây. Tại tại dân ai dân từ slow bàn thì lúc bốn. À thế. Anh đứng kia. Tại mình là slow thì. À tại hay đọc đọc về chẳng tới bông bông chân chết đám hiện tịch dưỡng cột đọc hai đọc đời tới cột bay mà lụa tử đúng rồi à nhưng mình xin miên khai tại mà đoàn đã ban đầu đời khai khai bay nó ban đi tùm ồ mình xin miên tại mà đoàn này nó mà chết dưỡng ở ban trâu cái mi tham ơi bằng nửa việc khai tam thôi mà chết bông bia tới đúng rồi hay chẳng giấy tha mà chân năm khai tại mà đoàn chẳng ban đây tham mà chân năm bông bông chân chết đám hiện tịch dưỡng ai bay ban mà lụa tại mà đoàn đừng tiền đúng rồi bay phần man khai ở lục phủ nó bơ về phai chơi ăn phai tích bơ về thầm mà chiết mình bơ dương bay thằng nam mình nó phai là ò nó phai thầm mà chiết rồi nó trồng cao đam về chơi ăn trồng cao đam ớt ớt này chừng đam biết phân phân nào lục phủ đam cái phân đi cái miền phân đi cái miền này không phải lư ở chung ca chân năm bò bia chẳng tới tâm ở du hơi chân đấy ở du tâm cao đấy và lục phủ chú ấy nhâm xôm khườn bông bông chân chết đam thiệt tích khang nào lục phủ nhâm khang lên tròn sọc ô chung và sọc ô chung không ô chung và chân chết ấy kê bông chân chết tầm puôn khang tầm puôn này nè mình tầm puôn này bà bông bông ơi bà ní còn hai tháp play đồng kiếp cả đam rồi bông bông chân chết đam thiệt tích bà hai tháp mấy play ấy mấy play chia chia play chia men trong cá nghĩa play nắng đôi chia dương khơi lên Indonesia đại kê lực môn đại khi ông tới Indonesia có Bali hả bông bông
ដែលឃើញគេយកមកកិនជាមួយបាទធ្វើជាមជូរជាមួយអំបិលជាមួយអីលើកមុនខ្ញុំហូបនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដូចជាផ្លែនឹងហើយនឹងសង្ស័យផ្លែនឹងឯងគេយកទៅកិនជាមួយអំបិលមួយអីធ្វើជាគ្រឿងមជូរនឹងហើយគេអូដាក់ស្ករដាក់អីអញ្ចឹងនេះយកបុកក៏បានអានឹងបុកក៏បានដូចបុកល្ហុងបុកអីយើងបងហ្នឹងហើយបាទដូចគ្នាខ្ញុំសង្ស័យផ្លែនឹងឯងដែលខ្ញុំឃើញនៅឥណ្ឌូនេស៊ីសុំភ្លក់បានទេណាមីងភ្លក់បានអត់ហើយលក់គាត់និយាយបរោះហ៎ឥឡូវយើងភ្លក់អានេះសិនបងប្អូនរបស់ធម្មជាតិមិនបាច់លៀងទេលោកពូណាបាទមិនបាច់លៀងទេបាទវាផៃនៅលោហើយហើយមិញលោកពូហូបអីគេចណ្ដាច់ដីចាំខ្ញុំលក់ចណ្ដាច់ដីមិនហូបចណ្ដាច់ដីខ្ញុំឃើញគាត់ហូបមុខឆ្ងាញ់ខ្ញុំស្មានគាត់ហូបផ្លែនេះតបបានណាខ្ញុំដាក់6 7ផ្លែឡើងដូចទៅលឹងតឹងអឺអូលោកអត់ទៅមកបាត់ថ្ងៃណោះបងប្អូនលិនដូចតង្កៀបក្តាមពិតប្រាកដបាទតង្កៀបក្តាមយើងអាតូចក្លិនមិនខ្មិចអានឹងក្លិនដូចគ្នាហើយជូរដូចគ្នាអានេះផ្អែមលពូអរគុណលពូនេះលពូគាត់ថាក្មួយឯងទៅហូបចូលអែមចូលអែមបាទគាត់ថាទៅហូបអាខ្ចីវាជូរអញ្ចឹងហ៎បើហូបអាខ្មៅខ្មៅហ្នឹងមិនថាផ្អែមដូចអំពៅណាហ្នឹងមិនអត់ផ្អែមដូចឆ្កោវាជូរអែមបើទុំអូមែនបើហូបអាខ្ចីឬអីជូរបាទហូបអាខ្ចីជូរដូចទៅលឹងតឹងដល់ពេលអាទុំចេះបងប្អូនជូរអែមឆ្ងាញ់នេះបងអាទុំជូរអែមដើមខ្លះគេផ្លែមុនគាត់មានអតិថិជនចូលទិញបានអរគុណបងអតិថិជនចូលទិញបន្តបន្ទាប់ទិញយកទៅធ្វើអីបងអូនស្រីសុំតោះទិញយកទៅត្រាំដាក់មួយបច្ចេកទេសបែរហ្នឹងមកតាំងពីព្រលឹមអ្នកមីងអរគុណអ្នកមីងមិនមិនទិញយកទៅធ្វើអីបានមួយបានទេហូបបានអ្នកមីងហើយកលុកហើយគេយកទៅធ្វើអីទៀតហូបបងអញ្ចឹងមិនកលុកហើយបោះចោលទេអត់ទេអញ្ចឹងកលុកហើយហូបទេចាហើយគេហូបមិនអីមិនដាក់ចូលមាត់មើលឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យភ្លក់មួយភ្លក់បានអត់មើលលពូសុំអាឃ្យូសង្កាត់ហ្មងលពូបានសុំដាក់វិញសិនតែមីងណាសុំដាក់សិនអរគុណនេះបងប្អូនតំណងណាបងប្អូនអើយតំណងមែនតើឥឡូវចង់ឲ្យបងប្អូនស្រីជួយភ្លក់ហើយភ្លក់មិនមែនមកផ្លែទេសុំដាក់មកចកោមហ្នឹងឲ្យពាក់កដាលបូតចូលក្នុងមាត់ពាក់កដាលហ្មងបានណាបានអេអត់ដឹងទេអត់ដឹងជូរជូរឥឡូវពាក់កដាលចកោមហ្នឹងណាសុំពាក់កដាលចកោមហ្នឹងធម្មជាតិមិនបាច់លៀងទេខ្ញុំលៀងហងអោហូបហូបអូជូហចាំមហលចាំមហលឡើងតលហចាំមហលមកដល់មកអាមកមកដល់អាកាទៅបងជូអរគុណនិយាយលេងទេបងស្រីសំខាន់ឡើងហៀទឹកមាត់នេះបងលពូខ្ញុំដាក់ជូនលពូវិញអរគុណលពូបានអឺចឹងនិយាយថាផ្លែនេះប្រកាសអីខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបើកាលពេលខ្ញុំទៅកោះបាលីលើកមុនតែខ្ញុំមកដឹងថាផ្លែហ្នឹងមាននៅតំបន់ខេត្តរតនគិរីប្រទេសខ្មែរយើងទេបាទតើតែថ្ងៃនេះទេខ្ញុំមកផ្សារបានលុងខេត្តរតនគិរីមកមើលបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចយើងគាត់លក់បន្លែបាទលក់បន្លែធម្មជាតិបានប្រទះឃើញផ្លែនេះហើយសួរគាត់ទៅបានគាត់ប្រាប់ថាផ្លែហ្នឹងគេធ្វើអីធ្វើអីបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់អត់ប្រភេទផ្លែហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចង់ទិញបន្លែធម្មជាតិរបស់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចដែលគាត់ដាំខ្លួនឯងគាត់បេះពីព្រៃឬក៏គាត់កាត់បន្លែពីព្រៃមកបាទបេះមកពីអូពីស្ទឹងអីចឹងលោកពូអញ្ចឹងបងប្អូនមកផ្សារបានលុងខេត្តរតនគិរីម៉ោង6 7 8ព្រឹកមកពេញទីដែលបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចគឺគាត់លក់ច្រើនបាទបាទគាត់ចូលមកទិញនៅនឹងបន្លែធម្មជាតិបាទនិយាយទៅហូបតាមបែបធម្មជាតិអរគុណលោកពូណាអរគុណអ្នកមីងផងបានអ្នកមីងគាត់ថាអង្គុយតសភាអត់មានទិញឯងឯងមួយគីឡូណូណូគាត់ថាអង្គុយសភាអត់មានទិញឯងឯងមួយគីឡូឥឡូវអ្នកមីងមួយគីឡូប៉ុន្មានមិញមួយគីឡូ3000ឥឡូវដល់ពេលមីងលក់ឲ្យខ្ញុំតែមួយគីឡូ1000ទេណាចែកកផ្លែងលេងមួយគាត់យកមកថាប់ដល់1000អានេះ1000អចាំសភាឲ្យចាំទិញជូនបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ផលិតផល Deva Plus ដែលបានឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខនៅក្នុងការផលិតវីដេអូបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពក្រពះពោះវៀនមេរោគក្នុងក្លើមជាតិពុលក្នុងក្លើមបញ្ហាក្តៅក្នុង
ឬក៏ធុំក្លិនមិនល្អចេញពីខាងក្នុងមកបងប្អូនញ៉ាំផលិតផល Day of Plus មិនមែនជាថ្នាំពេទ្យទេគឺជា supplement ដែលផលិតចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធ 100% នាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Eligo បងប្អូនអាចរកទិញបានគ្រប់ដំណាងចាយចាយឬក៏តាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Eligo ដោយផ្ទាល់ជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាខណៈនេះខ្ញុំបាទតេត្រារួមជាមួយក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា